Cám Chiến Đến Việt à, chào các bác, tôi đang chuẩn bị tải đóng xong những cái đơn cám mi chòe màu để gửi cho anh em đây. Đấy. Thì các bác có nhu cầu đặt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp mình. Thì đây là một số cái đơn cám anh em đặt ngày hôm nay, ví dụ như anh Hoàng của Bình Dương, đấy. Anh em của Vũng Tàu, đấy. Anh em của Lào Cai, các tỉnh Bắc Trung Nam luôn, anh em của Hà Nội, anh em Quảng Bình, Quảng Ninh, vân vân. Phía bên này cám gáy của anh em Cầu Giấy, cám Trào Màu, anh em Con Tum bên này, anh em Thái Nguyên, Hải Dương, Long An, nói chung rất nhiều anh em của các tỉnh. Đây đang đóng nốt một vài đơn nữa. Đây là anh em cám mi của anh em Đồng Nai đấy. Hôm nay là mới chụp đơn vào buổi sáng. Yeah. Cám mi chòe màu cu gáy bên mình cùng giá là 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp mình. Đấy, 1 kg mà sẽ được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Để chỉ vào số điện thoại ở đây. Em Đà Lạt, Lâm Đồng, An Giang, vân vân, rất là nhiều khác nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng gói tiếp. Cảm ơn các bác ủng hộ Cám Chiến Đến Việt, nhớ liên hệ qua số điện thoại trên này giúp mình.